Chị gấu là trời, mỗi lần mà anh ngủ nằm mơ chuẩn bị chơi game chung với gái là kêu cửa anh, có gì không gì? Nè, anh thấy gì chưa? Ủa trời, anh phải phái gì? Đúng rồi, anh hai rồi. Á đâu? Đâu ra vậy mày? Đèo tiền. Trời ơi, anh nghe cái mùi mày bốc phép bồng điêu đâu đây rồi đấy. Bốc phép gì anh hai, thiệt mà. Nhưng mà có đúng là ẹt phi pha không vậy? Đúng luôn mà anh hai. Vô được không? Được chứ anh hai. Nhưng mà em vô chưa? Chưa. Đấy, nồi với Lâm chưa vô mà nó nói là vô được anh em ơi. Nghe lắm chữ không nói anh hai ơi. Nhưng mà em nghĩ là này ngon không? Trời, ngon chứ anh hai. Là bây giờ anh trở về server Việt Nam chơi là cho anh cái hàng này cũng như là chơi từ đây về sau đúng không? Đúng rồi anh hai. Vô mánh rồi anh em ơi. Bây giờ mà vô tự nhiên cái hàng này mà phun súng leo 7 cái chắc tôi xỉu luôn á anh em ơi. Ok, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ vô cũng như là review bên trong cái hàng này để xem là có cái gì nha anh em ơi. Em xem luôn không? Trời, xem chứ anh hai. Xem mày vô đây lẹ lên. Yeah. A few inches later. Anh editor ơi, lên nha. Ok anh em ơi, cuối cùng là mình cũng đã vô được bên trong cái này rồi nha. Mình nghe nói là lớp trưởng Mỹ Long nói nếu như mà mình trở về server Việt Nam chơi á thì bạn đó là sẽ cho tôi một cái hạt này cũng như là để làm mặt chính anh em ơi. Nhưng mà tôi không biết là bên trong hạt này là có những gì ấy. Bây giờ là tôi sẽ review cho anh em xem nha. À, tên là Xì Chum 5A1 anh em ơi. Chứng tỏ là lớp trưởng Mỹ Long là cực kỳ là thích xem phim Xì Chum luôn á anh em ơi. Ở đây anh em nào thích xem Xì Chum giống tôi á thì nhớ là comment với nhà, tôi cũng thích anh em ơi. Thì level 68 này cũng như là 8085 like anh em ơi. Ôi tính ra là ganh bắn ghê với trưởng anh em ơi, siêu thần thoại luôn này. Gớm ghê ông nội. Tử chiến là kim cương 4 nè anh em ơi. Được cô ló luôn này. Rồi bây giờ là xem thấy quốc gia để xem là có mùa nào không nha anh em ơi. Trời gấu là trời trắng không tì vết luôn anh em à. Thẻ vô cực đó là mua được đúng một mùa này. Cái gì đây? Anh cho em xe ô tô, em theo đứa cho hộp sữa Milo. Trời gấu là trời, lần đầu tiên mà tôi thấy là có một đứa nó coi chiếc xe ô tô thua một cái hộp sữa Milo luôn anh em ơi. 1.62 này cũng như là 30% tele sọt và 5.762 kill anh em ơi. Rồi bây giờ xem là tứ chiến là như nào nha. 42% tele sọt và 16.778 kill. Uầy, tính ra là bắn cũng ghê đấy. Rồi bây giờ anh em cùng tôi là đếm xem là có bao nhiêu nhân vật bên trong này nha anh em ơi. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này, 6 nhân vật này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 nhân vật này, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này anh em ơi, 19 này, 20, 21 này, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này, 28 này, 29 này, 30, 31 này, 32 này, 33 này, 34 này, 35, 36 nhân vật này, 37 này, 38 này, 39 này, 40, 41, 42 này anh em ơi, 43 này, 44 này, 45, 46 này, 47, 48 này anh em ơi, 49 này, 50, 51, 52, 53, 54, nhiều vãi chưởng luôn ấy, tôi đếm méo cái mồm tôi luôn anh em ơi. Bây giờ là phần bét nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 nè anh em ơi, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13. Ok, tổng có luôn là có 13 con bét trong này nha anh em ơi. Bây giờ là phần tủ đồ anh em à, xem là có cái nịt gì không nha. Hay là toàn đồ free là tôi ngồi tôi khóc tới Tết luôn anh em à. À, đầu tiên là tóc ma búp bê nè anh em ơi. Ui hai này giống nhau vậy. Vãi chưởng thật sự luôn anh em à. 70 mẫu tóc nè anh em ơi, cũng như là mũ này. Tôi đang có ý định là đi hết cái tóc như này anh em ơi. Nhưng mà tôi sợ là về người yêu tôi bỏ anh em à. Trời ơi khóc tới Tết nữa. Ok, áo vượt ngục nè anh em ơi, áo trẻ trâu cũng có lúc này. Áo của gùa đen luôn nè anh em ơi, khá là xịn luôn. Quầy, áo bạch đương tiễn nữa này. À, được đấy. Áo bóng trắng nè anh em ơi. Rồi xong. Tới phần áo free luôn, vãi chưởng thật sự anh em à. Rồi hết rồi anh em ơi, nói chung là không còn cái áo gì mà gọi là xịn hơn ấy. Bây giờ là phần quần nha anh em ơi, tổng hết luôn là có 72 cái quần nha. À, bây giờ tôi sẽ đi truy tìm là quần Hồng Thiên này. Có ông ta quần một mắt này. Quần đá banh cuối cùng không có quần Hồng Thiên gọi anh em ơi, quần thám hiểm cũng không có luôn ấy. Giày dép này có giày phong cách Mỹ Lâm hay mang này. Giày phong cách stretch của anh Hùng Akiga cũng hay mang nè anh em ơi. Ui, cuối cùng là một đôi giày thể thao, không có giày siêu hacker của tôi luôn ấy. Ok, mặt nạ ma búp bê này cũng như là cú đấm bóng đêm nè anh em ơi. Ui, hết luôn à anh em ơi. Ok, mặt nạ nam 1 này, 2 này, 3, 4, 5 này. Tổng luôn là có 5 cái mặt nạ nam nha anh em ơi. Đồ full nha, xem là có gì nha. Bộ đồ đua xe này cũng như là ninja thằng chết này. Đây, bộ đồ này dành cho mấy thanh niên mà chuyên hack nè anh em ơi.
Quay 62 cái đồ dự trữ luôn anh em ơi. Á đù, đại gia ngầm là đây gọi anh em ơi. Từ từ tôi xem là có đồ gì mà gọi là xịn không anh em ơi. À, nhiều đồ đấy. Nhưng mà đa phần tôi thấy là đồ trong vòng quay vàng là nhiều anh em ơi. Với lại là đồ free ấy, không có gì ngon anh em ơi. Tổng hết luôn là có 33 cái hành động. Nhưng mà tôi không biết là 33 cái này có đi tăng gái được không anh em ơi. Hay lại là bị gái chê nghèo nữa, khóc tí tết luôn ấy. Có một cái hành động trong sân chờ này. Rồi, sưu tập nha. Đầu tiên là 53 cái dù lượng nè anh em ơi. Theo như cá nhân của tôi là 53 cái là đủ dùng rồi đấy. Cũng như là 49 cái ba lô này. À, được ấy. 33 cái hòm sát nè anh em ơi. Ui, hòm sát thánh phòng luôn này. Ok, ăn này là có một cái Sky Win. Nhưng mà cái này nó cùi lắm anh em mà. Trời, cùi bắp kinh điển luôn ấy. Cuối cùng chính là 47 cái băng lướt nha. Nhưng mà trong số này tôi thấy là băng lướt vịt vàng này ngầu quá trưởng luôn ấy. Mang cái kính đen này cực kỳ ngầu luôn nè anh em ơi. Đây chính là dàn siêu xe bên trong này. Ok, xe cùi bắp cũng dễ. Ok, thông tin nha anh em ơi. 165 cái avatar này. Cũng như là 292 cái nền anh em à. Ok, phần cuối cùng này, hai cái băng vẽ còn dư này. Ui, 101 tôi nghĩ là đổi được một cái hộp đá ma thuật đó anh em ơi. Với lại là còn dư một cái hộp đá ma thuật này, hai cái vé đổi tên nè anh em ơi. Ui, hộp vàng nhiều vãi nồi luôn anh em ơi. Rồi xong rồi, lần này tôi mở cái hộp đá ma thuật nữa cho anh em coi này. Dạo này là tay nghề mở súng của tôi là nó lên gọi là VIP Pro luôn anh em ơi. Tôi vừa đi tu luyện này, 1, 2, 3 ga. Đó, tôi nói có sai không anh em? Kẻ dễ ẩu đó đi. Ui to anh em ơi. Đó, lần này không bao giờ sai đâu. Chỉ trời. Vãi trưởng, thật sự anh em ơi, ra cái nệt luôn ấy. Cây thế nhỉ. Ok, bây giờ thì hết rồi anh em ơi. Tôi không muốn mở hộp vàng nữa đâu, giờ dạo này xui quá anh em à. Thôi, bây giờ là có 19 hộp súng là Famas nè anh em ơi. Tôi nghĩ là tôi sẽ mở ra được một cây Famas đấy chắc chắn luôn anh em ơi. Mở súng là kiểu chuyên nghề của tôi rồi. Nhưng mà mở hộp đó mà thật là tôi hơi gà xíu anh em ơi. Đây chắc chắn là ga này. Ơ kìa, tôi không nghĩ là tôi mở 19 hộp súng Famas mà tôi ra đúng một cây anh em ơi. Trời ơi, là cho nó nhục kinh điển luôn rồi. Bây giờ anh em nào có cái lỗ nào không để tôi chui vô chứ tôi chốt cái này nhục quá anh em à. Ok, thì nói chung là tôi đã cho anh em xem là toàn bộ đồ nam nha anh em ơi. Thì bây giờ là chuyển qua phần đồ nữ anh em à, xem là có cái nệt gì không nha. Và từ nãy giờ bạn nào mà chưa có like tôi á, tôi thách anh em ấn like clip này bằng cái gót chân. Anh em nào mà ấn like được tôi gọi bằng sư phụ luôn. Và tôi tặng kim cương luôn nha anh em ơi. Hay do anh em ơi, tôi đã quay trở lại và báo đời hơn xưa. Bây giờ là xem là tủ đồ nữ anh em à. Hy vọng là có đồ nữ nào VIP. Ui vãi nồi, mới vô tôi thấy là toàn đồ free không vậy. Rồi xong, có cái nệt luôn anh em ơi. Cái mũ phù thủy này tôi thấy là cũng uy tín này. Phần áo thì tôi thấy là áo sơ mi trắng rồi, cổ rùa đen các kiểu nè anh em ơi. Rồi xong, không có một cái áo nào mà gọi là nó VIP pro luôn ấy, toàn áo free không nè anh em à. Rồi bây giờ là phần quần nha anh em ơi, để xem là có cứu vớt được gì không nha. Rồi xong nó đi luôn ấy chứ cứu vớt gì nữa, vãi chưởng thật sự luôn. Cuối cùng là một cái quần của bóng đá anh em ơi. À, ok, bây giờ là giày dép nha. Thì số giày dép này tôi thấy là trong này chỉ có mỗi là đôi giày gái ngô ngáo này là VIP nhất thôi anh em ơi. Còn lại là kiểu gà gà không ấy. Ok, phần mắt kính với mặt nạ là cũng đồ gà không à anh em à, không có đồ VIP pro. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Tổng luôn là có 7 cái mặt nạ nữ nha anh em ơi. Đồ full nha, xem là có gì nha. Ok, bộ đồ đuôi xe này cũng như là bộ thỏ siêu công nghệ anh em ơi. Thì lúc nãy là tôi đã cho anh em xem xong là phần đồ dự trữ rồi anh em ơi. Nói chung là không có gì mà gọi là VIP pro hơn ngoài 62 bộ đồ này ấy. Rồi, bây giờ là phần phần súng nâng cấp đây anh em ơi. Xem là có súng gì mà level 7 không nha. Hy vọng là có anh em à. À, trời ơi là trời, cái gì mà toàn khóa không vậy. M8 là level 2 này. Cũng như là MB40 bắn xà level 3 nè anh em ơi. AK47 còng xanh level 3 luôn này. Và UMP cuối cùng là level 3. Mà cây UMP này nói chung là cũng khá là cùi anh em à. Cùi bắp kinh điển luôn chứ còn gì nữa à. Kho vũ khí nha. Đầu tiên là M41 tôi thấy là được 7 skin này. AK47 là cũng có 6 skin nè anh em ơi. Tôi thấy là có AK cùng lửa là cũng uy tín rồi đây. M14 là được 3 skin. Ska tổng hết luôn là có 6 skin nha. Ska tình yêu là tôi vừa mở nè anh em ơi. Râu da là được 1 skin này. Cũng như là format tổng hết luôn là có 6 skin nha. Đây, thần khí bá nhật nè anh em ơi. Ok, M8 là được 2 skin. Cũng như là N94 tôi thấy là được 6 skin nè anh em ơi. Phalasma là cũng được 1 skin. AUG là tôi thấy là được 4 skin này. Bravo là cũng được 2 skin. Và cuối cùng chính là 1 skin chim bói cá nha anh em ơi. Ok, súng chưa tầm xa nha. Ok, ấn kết đầu tiên là được 4 skin này. Cũng như là SPD tôi thấy là được 1 skin nè anh em ơi. Chim gấu kiến là được 3 skin. Và cuối cùng là 3 skin AC80 nha. Rồi bây giờ là súng máy nha anh em ơi.
mà 249 là không có này, mà số 10 là được một skin. Và cuối cùng chính là một skin súng máy cốt lõi đồng anh em à. Tiểu Liên thì UMP đầu tiên là được 6 skin này, cũng như là MP5 tôi thấy là được 7 skin luôn nè anh em ơi. VDS là cũng được 3 skin luôn. Và MP40 là được 3 skin này. Không có khẩu Giáng sinh súng tủ tôi luôn, trời ơi là trời cay tới gì. V90 là có 5 skin này, cũng như là Thompson tôi thấy là được 2 skin. Vector là được 1 skin này. Và cuối cùng là 2 skin Mark 10 nha anh em ơi. Ok, bây giờ là shotgun nha. M1014 đầu tiên là được 2 skin này. Spaz là được 3 skin. Mark 7 tôi thấy là được 2 skin. Và cuối cùng là 1 skin Chodron nha anh em ơi. Rồi, bây giờ là súng ngắm nha. AKM đầu tiên là có 3 skin này. Ui, không báo đớm là uy tín rồi đấy. K98 là được 1 skin. Và M82B tôi thấy là cũng được 2 skin luôn. Thì đây chính là dàn súng lục bên trong hàng này anh em ơi. Ui, tôi thấy là dàn súng lục này cũng uy tín này. Cây nào cũng có skin nè anh em ơi. Cận chiến nha. Ok, chảo đầu tiên là có 7 skin nè anh em ơi. Chảo đô la luôn này. Dao thì tổng hết luôn là có 80 dao nha. Được một cái đao da điệu luôn này, khá là xịn luôn. Gãy bóng chài tôi thấy là được 8 skin này. Ui, gãy bánh mì, trời ơi, đói bụng quái nồi anh em ơi, tôi chưa ăn gì luôn ấy. Kiếm Katana là có 3 skin nha. Cũng như là lưỡi hái tôi thấy là được 2 skin này. Rồi bây giờ là nắm đấm nha anh em ơi. Được một cái băng quyền này cũng được này. Ok, lựu đạn nha anh em ơi. Thì tổng hết luôn là bên trong này là có 26 chế lựu đạn anh em à. Ui, tính ra là 26 là cũng khá là ít ấy. Không có nhiều mấy anh em ơi. Rồi bây giờ là bông keo nha. Ui, 7 skin bông keo, nhưng mà tôi thấy là có bông keo lùng là có thiện cảm đó anh em ơi. Dạo này là tôi cực kỳ là thích là leo lên nóc xưởng rồi bắn xuống anh em à. Nỏ là không có này, mà 79 là được một skin. Và cuối cùng là súng máy Gatling là cũng không có luôn nha anh em ơi. Ok, thì tôi đã cho anh em xem là tất tần tật bên trong cái này rồi. Nói chung là cái này là không có hợp với tôi anh em ơi. Đầu tủ này rồi giày tủ các kiểu rồi súng level 7 là cũng không có luôn anh em ơi. Nói chung cũng khá là buồn ấy. Ok, thì sẵn đây là mình tâm sự với anh em xíu á. Thì trong thời gian qua mình làm video cho anh em xem thì cũng đâu đó được 3 năm rồi. Thì anh em có cái điều gì mà không thích ở tôi ấy thì anh em comment ở dưới nha, để tôi sửa, cũng như là càng ngày làm video mà tấu công bà nó hài cho anh em xem nha anh em ơi. Và cái hàng này chắc có lẽ là tôi đi hỏi với Lâm để xem là nó có cho anh em không. Nếu như mà nó cho thì tôi tặng cho tất cả anh em nha. Và bằng nào mà lấy được á thì tôi cho một slot cũng như là vài quân đoàn luôn nha anh em ơi. Ok nha. Ok anh em ơi, từ nãy tới giờ là tôi review cái hàng đó cho anh em xem, thì nói chung là cũng không có ngon mấy anh em ơi. Tôi cứ nghĩ là lúc đầu là full súng level 7 các kiểu anh em à. Nhưng mà cái hàng này nói chung là cũng không có đầu tủ của anh, với lại là súng level 7 các kiểu á, thành ra là anh không có chơi. Bây giờ là cái hàng này em muốn xử lý như nào? Tặng cho mọi người trên kênh hay điện thoại. Bé Lâm nữa tặng cho mọi người anh em ơi. Bởi vì cái hàng này là lớp trưởng Bé Lâm tặng cho Bé Lâm, thì Bé Lâm nó kiểu như là kêu mình là có chơi lấy anh em ơi. Nhưng mà anh em thấy thì nói chung hàng này cũng không có gì ấy. Ok, bạn nào mà muốn là có cái hàng này cũng như là chơi á thì nhớ là để lại đi game dưới nha anh em ơi. Tôi tặng cho bạn nào mà bị mất hạt này cũng như là không có hạt chơi nha. Và đừng quên là xem video tôi mỗi ngày này cũng như là không có tua nha anh em ơi. Và cho tôi xin một like nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ dừng video đây. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.